Hello, đang ở trung tâm từ khách sạn ra các bạn, đi ra biển mình walk một 5 phút từ khách sạn ra biển và nó có một cái chợ trời. Đây thấy toàn gian du lịch không à, toàn thấy gian du lịch. Các bạn thấy cây dừa không? À, dừa chỉ có mấy nước là nhiệt đới thôi, và Hawaii là một tiểu bang mà người dân Mỹ rất thích du lịch để đi hưởng cái thời tiết nhiệt đới và tắm biển, rất là ấm, không như Cali biển đẹp nhưng mà rất là lạnh. Đây là một cái chợ trời. Đây bán đồ chợ trời các bạn. Thường là Hawaii là phải mang những cái đồ rất là nhiều màu sắc. Hello các bạn, trong dọc tiệm ở đây là toàn Việt Nam không à. Xăm nữa rồi. Cái này có gì này? Các bạn biết ai không? Của Emmy. Chủ yếu là bán quần áo là chính. Hello chị. Chị bay bán lâu chưa chị? Lâu rồi. Chị ở đây lâu chưa? Lâu. Lâu mà. Không, mà tụi chị mới ra. À, mới ra hả? Ồ. Ủa, chị ở đây chị biết Dù Thúy Nga không? Thúy Nga gì vậy? Có coi danh hài Thúy Nga á. Sao? Coi... Em hả? Em làm cho bà, em trong danh hài Thúy Nga hả? Không. Ví dụ Thúy Nga mà giúp chị Kim Ngân á. Sao? Chị biết không? Không coi.
không coi, không coi chương trình này. À không coi. Cái cô Kim Ngân của Homeless mà. Của Homeless mà cô hồi xưa năm tám mấy của ca sĩ á, mà dạ, tại sao cô bị vậy mình hiểu phải không? Ờ, nhưng mà Thúy Nga giúp giúp Kim Ngân á mà. Giúp bằng cách nào? Giúp thì dẫn đi chỗ này kia rồi Mạnh Thường Quân đóng tiền giúp rồi thấy hôm bữa thấy phòng á coi trên YouTube thấy đúng rồi Kim Ngân có ca cái giọng ca cũng còn hay quá ha. Dạ hay đúng không? Giọng ca cũng hay quá. Ra biển hát luôn á. Ừ. Nhưng mà anh chị có biết cái vụ mà người nhà Kim Ngân không có thích rồi không, người em họ biết. Thưa Thúy Nga không? Không, mình cũng có theo dõi nhiều nên mình cũng biết. À. Chuyện tốt mình phải nói thưa. Thì đó bây giờ chị đó chị suy nghĩ sao chị sao? Em là channel là việc di chú là em làm truyền thông mà em đang đưa tin vậy đó. Hỏi suy nghĩ cũng. Chị suy nghĩ một người làm một người việc hải ngoại tại Hawaii. Chị cũng có theo dõi mấy đây nhiều. Rồi. Không, không có coi thì nó không làm. Nhưng mà nếu mà chị nghĩ là sao thấy Thúy Nga giúp vậy là tốt mà tao mà bị bây giờ mắc làm. Ủa chị ở đây là bán đồ đây thấy người Việt nhiều quá hả? Bán đồ nhiều hả? Cũng ít. Trong đây người Việt, người Tàu, người Đại Hàn. Anh em biết là người Việt qua đây làm lái taxi nhiều đúng không? Dạ, cái người tự do thì chạy taxi với và phần đông á. Làm yeah. Người tự do chạy taxi nhiều. Dạ. Yeah. Em chơi sang chơi bao lâu vậy? Em mới qua lúc trưa à. Mới à. Lúc trưa chủ nhật em về. Mới điểm biển qua nhưng thấy cái chợ này đi ngang qua luôn. Vậy đi khoảng tuần ha. Một tuần dạ. Anh nghe giọng là anh chắc ở miền Trung á, em miền Trung. Ở bên Quy Nhơn. Quy Nhơn đúng không? Ừ. Em ở Đà Nẵng. Anh là qua năm nào? 80. 80 hả? Dạ, dạ. Hồi xưa là vượt biên hả? Không, anh đi bán kiến thức từ 3 người Hoa, 3 người Trung Quốc. Dạ. Dạ. Nó cho đi rồi. Người Việt mà ở Hawaii là làm gì nhiều nhất anh? Phần đông chị taxi á, như em nói. Đúng rồi, taxi. Dạ, taxi. Rồi làm nail nhiều không? Làm nail cũng ít lắm, ở Cali phía nhiều. Nail ở Hawaii ít lắm. Hawaii ít. Phần đông ở bên mấy lên họ người Việt Nam mình thành nail nhiều hơn ở Hawaii. Dạ. Hawaii mới đây những năm sau này chứ hồi xưa cũng có thịnh hành người nail. Dạ. Dạ. Rồi nhưng mà ở đây mà người Việt thành công là có ai làm việc chính trị hay là không thành công về kinh tế vậy? Không biết. Cái đấy cái anh cũng biết đâu tối ngày cứ sống ở ngoài chợ nè, dù dạ. Kiếm làm sinh sống như vậy chứ cũng không có giao tiếp với người Việt Nam nhiều. Dạ. Nên cũng phải rành. Nhiều khi dạ. Muốn biết á là em phải kiếm những người mà chạy taxi Việt Nam ở rành à. Dạ đúng rồi. Về vấn đề đấy à. Dạ đúng rồi. Cảm ơn anh. Tối với anh á thì tối thì chỉ biết ngồi chợ mua bán rồi hết giờ về nhà rồi dạ. Sáng dậy mở mắt ra chợ vậy dạ, cũng dạ. Dũng đi đâu nhiều nên cũng dạ. Ít biết người Việt ở đây lắm. Một cái kiosk này mình thuê bao nhiêu tiền tháng anh? Có hơn 3.000 mấy tháng luôn maintenance rồi. Một cái kiosk này thôi hả? Space này à. Space này thôi 3.000 hả? 3.000 mấy. Ồ. Mắc vậy hả? Ở Hawaii giờ dạ. Cái tiệm space bên đó mắc rồi. Thì anyway cũng kiếm sống gì chứ đâu biết làm gì giờ. Nhưng mà mắc vậy là bắt chắc mình cũng phải bán được chứ tiền ra mà ngày này ngày nọ, ngày được ngày không à. Mà điều cực cái mình làm outdoor nhiều khi mưa gió rồi hay cực. Dạ. Dạ phải che rồi. À, em quay ví dụ có mì công hả? Mình đi làm công như con thì mình làm mình kiếm đủ cho mình. Dạ dạ. Ở đây mà ở đây thành phố du lịch đó, người Việt mình chắc cũng làm bán đồ làm du lịch thôi chứ chạy taxi thôi chứ đâu có làm mấy ngành về sản xuất được đúng không? Taxi rồi nail. Dạ. Rồi nghề gì cũng có mình hết á. Dạ. Cái này chút restaurant, cắt tóc đầy đủ. Dạ. Dạ. Phải nấu tại bên Cali người Việt Nam mình thành công nhiều á. Dạ đúng rồi, Cali thành công nhiều. Ở bên này nếu mà theo anh nghĩ là người Hawaii, người Việt ở Hawaii này là khoảng bao nhiêu người? Khoảng chừng 10.000 người trở lại à. Wow, dạ, 10.000 ít nhiều. Quá. Tự nhiên cái đảo đây cái population là khoảng chừng theo anh biết thì nghe người ta nói khoảng chừng 1.000.000 người trở lại à. 1.000.000 population người. Cái dân số của nó. Dân số của đảo Honolulu dạ, thôi đó. Honolulu không cái đảo này không, còn mấy cái đảo khác thì mình không nghe phải không? Dạ. Như ở bên Maui ít lắm, anh sống bên Maui 5 năm á. Yeah. Mình thấy cái đảo nó lớn hơn mà dân số nó ít. Yeah. Cái đảo nó lớn hơn đảo này. Yeah.
rồi nếu mà mình bán gì cái chính phủ nó ở vùng này nó có giúp mình gì không? Không không. Thì cái dù vừa rồi pandemic thì nó cũng giúp cái tụi chính phủ Mỹ federal rồi nó cũng giúp. Dạ. Yeah. Cho mấy cái ngành cũng có nó giúp cũng phiền à. Dạ đúng rồi. Dạ. Yeah. Lúc mà thời Covid thì đâu có cái... đâu có mở cửa mà khách du lịch tới. Có hơn một năm mấy á. Thì hồi 2 tháng 3 2020 là bắt đầu nó shutdown rồi. Tới mới mở hồi tháng 7 vừa rồi. Dạ. Mở bọn khoảng 4 5 ngày này nó đóng cửa khoảng bị thời 6 tháng. Dạ. Anh có biết bạn anh có bạn bè gì ở Cali không? Không. Không có hả? Hồi xưa có bạn, bây giờ nhiều đứa nó lập gia đình, nhiều khi nó cũng mua đi tiểu bang khác á. Cái channel của em là Việt Di Chú TV á, người coi lắm. Thỉnh thoảng nhiều khi tối về mở YouTube rồi tình cờ thấy rồi vậy chứ mình đâu có thời gian mà theo dõi nhiều đâu. Tối thì cái spend time ở ngoài chợ đi đâu mà. Nhưng mà là anh em cũng quay mà lên đó, nhưng mà nhiều lúc người Việt ở mấy cái địa bàn anh thì người ta nhận lên ở Việt Nam. Giờ nhiều khi lớn tuổi rồi nó nhận cũng ra đâu, nhiều khi thay đổi à. Nhưng mà ở Việt Nam anh còn mà bà con không? Hết rồi. Không á? Dạ đi hết rồi. Là mấy người tự gia đình cũng ít người, phía ba phía má cũng ít lắm. Dạ. Yeah. Nhưng mà nếu mà ở đây là ở Mỹ hết không? Hay còn ai ở người thân ở Việt Nam không? Chỉ có phía bà má chút đỉnh à, cũng xa chứ cũng gần vậy. Dạ. Yeah. Còn phía ba thì ở Trung Quốc không à? Ông đến Việt Nam có mình ở. Anh là giống như người Hoa mà trước 75 đúng không? Ba qua lâu ạ. Ông qua năm 1939 đó, bên đó ông đến Việt Nam từ Trung Quốc và 79 nghe năm 1939 nghe ông nói với mình cũng biết phải không? Thì nói chung là người Hoa nhưng mà giống như người Việt rồi. Dạ, giống như tha phương cầu thực vậy, thời điểm người Nhật cái đánh Trung Quốc vừa ra đi thì hồi thời kỳ đấy là phần đông người Trung Quốc là đến Thái Lan nè, Lào này, Campuchia với Việt Nam á, nó gần nhau. Anh em tới đây du lịch thì anh người địa phương này anh có cái recommend em đi chỗ nào không? Cái đảo đấy nhỏ, phần đông người ta qua là đi rằng làng Hawaii nè. Làng Hawaii. Là đi sớm của Island đồ á. Hay là nhiều khi tối đi ăn luau đồ coi nhảy hula show như vậy đại khái thôi. Yeah. Hồi xưa nó có đi nực cú nữa mà bây giờ cái vừa dột đây như cái đi nực cú nó dẹp rồi. Yeah. Rồi nó chưa có hành. Và nó có cái làng là làng Nhật á, cái chỗ nhà mà chủ người Nhật á anh. Cái đấy là Valley Temple, cái chùa của nó. Người ta vô coi cái chùa Nhật ở đấy rồi. Cái đấy em đi sớm qua Island thì em có đi ngang qua đấy hết. Đi trong đảo và qua hết. Nó qua cái đô Plantation nè, cái vườn khóm nè. Vườn ra cái North Shore nè, North Shore làng năm dân mà tụi professional nó qua nó thua nên mình nó thi đấu đồ là ngay chỗ đấy. Là mới thi đấu trận sống đồ. Cái đó em đi xe bus hả? Đi xe bus cũng được, xe bus thì đi nguyên cả cái đảo á. Yeah. Mà phải đi nhiều chuyến, đi đổi xe bus á. Yeah. Yeah. Cái đấy nhiều khi em muốn biết thì em lên em hỏi bus driver. Yeah. Bây giờ tao muốn đi sớm qua Island, so what bus should I take? Yeah. Cái nó chỉ mình biết. Yeah. Mình mua thí dụ như là one day service. Yeah. 5 đồng rưỡi là đi cả ngày luôn. One day service là 5 rưỡi là đi cả ngày luôn ạ. Đi được thì nếu mà đi được xe bus thì rẻ hơn đi xe, em thấy taxi hơi mắc. Vì taxi mấy cái thứ hai nữa nghe bây giờ mướn xe cũng mắc á, một ngày cứ 300-400 vậy. Wow. Xe nghe nói với mình cũng mướn, mà nghe mấy người du khách á. Yeah. Ở bên đất liền bên mainland họ qua đây họ mướn xe rồi. Nói 400-400 mấy ngày à. Yeah. Ủa anh có bán dép không? Em đem định mua dép này. Dép thì anh có bán nhiều khi hồi xưa bà để hàng này bà có bán, bây giờ bà chưa mở. APT store nó có bán mấy cái sandal. Coi mua dép mang vô đi vậy à. Nhiều khi đi quen cái da chân mình ấy. Đúng mấy rồi, khi em ăn giày á, em ăn giày xong rồi bơi á. Mấy cái small rock á, mấy cái cục sạn nhỏ nó cắn đầu lắm. Dạ đúng rồi. Hay là anh tên gì? Tên Thanh. Tên Thanh nè. Thanh. Hồi xưa là anh ở Phú Yên. Đó. Các bạn nào mà đi Hawaii, Honolulu ghé cái ở Quy Nhơn. Quy Nhơn là Bình Định. Quy Nhơn. Đúng không? Dạ. Quy Nhơn là Bình Định, còn Phú Yên là Phú Yên. Phú Yên Tuy Hòa đồ đó vô đây một tí. Sorry. Thành phố Tuy Hòa thuộc Phú Yên đúng không anh? Dạ. À. Mà Tuy Hòa xưa là nổi tiếng về dừa với ghẹ. Dừa ghẹ. Nó nổi tiếng vậy đó. Hồi nhỏ thường thường ở Quy Nhơn á, bạn nó có xe Honda nó chở vô đấy cuối tuần rồi.
và nhưng mà anh em bây giờ về Đà Nẵng đẹp quá ha, thành phố Đà Nẵng thay đổi đẹp quá. Em nói là Đà Nẵng đẹp lắm mà nó xây cái cầu rồng quá đẹp ha. Mà giờ đất mà nhà gần biển Đà Nẵng mắc lắm. Mắc lắm. Mắc lắm. Như cái chỗ anh ở hồi xưa anh cũng ngờ nữa. Dạ. Bây giờ có nhiều đứa bạn ấy về lại Quy Nhơn á, nó quay phim qua anh cũng ngờ, bây giờ về nhảy đi sợ cũng không nhớ nữa. Em về nó sửa lại đẹp quá. Em về cách đây 10 năm rồi nhưng mà lúc đó là cũng lên cũng mắc lắm rồi, Đà Nẵng lên là nhiều khi tình cờ anh coi YouTube á, vừa mấy cái phim phóng sự người ta về lấy hậu quay lên YouTube á, mình coi thành phố Đà Nẵng đẹp quá. Dạ đúng nó rồi. Xây cái cầu rồng quá đẹp ha. Dạ đúng rồi. Dạ. Mình nhưng mà anh ở Phú Yên là chỗ đó là thành phố biển mà anh đi qua đây. Quy Nhơn thì anh đi đấy đến Hồng Kông á. Tại vì ở đấy thì đến Hồng Kông đấy còn. Dạ. Dạ dù ở trong miền Nam như Sài Gòn rồi miền miền Tây rồi đi giữa hướng Thái Lan rồi đấy rồi. Anyway, chúc em chơi vui vẻ nha. Dạ, cảm ơn anh Bảo An, thay mặt channel của anh là chúc anh là một người Việt ở Hawaii làm ăn phát đạt. Kiếm sống qua ngày phát đạt hay gì phát đạt. Kiếm sắc.